Tiếp tục là những diễn biến phức tạp xung quanh tin đồn bán độ có liên quan tới siêu sao Levi. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với update Liên Minh Huyền Thoại. Levi chỉ thẳng mặt người tung tin mình bán độ. Báo nước ngoài gọi Sọp là kẻ hủy hoại Meta. Levi tiết lộ danh tính kẻ tung tin mình bán độ. Đáp trả qua lại cực gay gắt. Sau khi cựu huấn luyện viên Tiến Địa Quân đăng tải bài viết về việc Levi bị vu oan bán độ, mới đây nhất là đội trưởng của game eSports cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này bằng một bài viết đăng tải trên Facebook cá nhân. Trong bài đăng của mình, Levi thậm chí đã chỉ đích danh kẻ tình nghi tung tin anh bán độ nhằm làm lung lạc các tuyển thủ khác để dễ bề xách kèo. Theo đó, Levi cho rằng những tin đồn thất thiệt nói trên là do một nhân vật có biệt danh chú Hào tung ra với mục đích gạ gẫm các tuyển thủ tham gia bán độ. Anh cho biết đã gặp gỡ nhân vật này trong một lần đi ăn cùng các cựu tuyển thủ game eSports. Người này tự xưng là quản lý của địa 1 và sau buổi gặp mặt đầu tiên đã liên tục nhắn tin cho Levi. Một trong những cuộc trò chuyện liên quan tới việc nhờ Levi thuyết phục game giữ địa 1. Còn phần lớn những lần trao đổi giữa hai người sau đó, chú Hào đều đề cập tới chuyện hợp tác. Bản thân Levi chia sẻ rằng anh biết rõ vấn đề hợp tác công việc này là gì nên thường từ chối gặp mặt. Nhưng sau đó người này đã gọi điện trực tiếp đến để gạ Levi bán độ bằng cách bỏ qua con rồng đầu tiên trong một trận đấu và cái giá cho hành động này là 100 triệu Việt Nam đồng như những thông tin mà Tiến Địa Quân đã chia sẻ trước đó. Trong bài viết của mình, Levi cũng công bố những đoạn tin nhắn giữa anh và chú Hào, đồng thời cập nhật mọi thông tin về cuộc gặp mặt giữa hai người để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn không dính líu tới nhân vật này cũng như dính líu tới hành vi bán độ. Đồng thời siêu sao hàng đầu của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng khẳng định bản thân mình coi việc bán độ là một việc tồi tệ nhất của một thằng vận động viên có thể làm, nên mình xin khẳng định mình chưa bao giờ thực hiện bất kỳ một hành vi bán độ nào và sẽ không bao giờ thực hiện hành vi bán độ trong suốt phần đời của mình. Thậm chí anh còn đưa ra lời khuyên dành cho những tuyển thủ khác hoặc đang bị lôi kéo thực hiện hành vi bán độ rằng trước khi làm hãy nghĩ tới hậu quả, đồng thời nhắn nhủ làm ơn đừng hủy hoại hình ảnh của một giải đấu được xây dựng bởi công sức của nhiều thế hệ. Sau bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Levi, nhân vật chú Hào cũng đã chính thức lên tiếng phản hồi. Trên trang cá nhân của mình, người này đã gián tiếp bác bỏ mọi cáo buộc của Levi khi yêu cầu đội trưởng game eSports phải đưa ra thông tin và bằng chứng cụ thể về việc mình tung tin bán độ. Bên cạnh đó, chú Hào cũng chỉ trích việc Levi tung thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới công việc, đời sống và gia đình. Trong khi đó, theo nhân vật này, mọi việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, cũng chưa có bằng chứng xác thực, nên việc Levi công khai thông tin người khác là không hợp lý. Ngoài ra, chú Hào cũng khẳng định việc Levi tố đích danh mình rủ rê và tung tin bán độ là do đội trưởng của game eSports đang bị phía ban tổ chức VCS sờ gáy. Anh này cũng đưa ra một số ví dụ về những trận đấu mà anh cho là có mùi của Levi. Dù không ám chỉ việc Levi có bán độ hay không, nhưng chú Hào cho rằng một vài màn trình diễn bất ổn của Levi trong mùa giải vừa qua là nguyên nhân dẫn đến việc ban tổ chức VCS nghi ngờ tuyển thủ này có hành vi tiêu cực trong thi đấu. Nhưng ngay sau khi chú Hào lên tiếng thanh minh, Slay khẳng định vụ việc là có thật. Anh từng rơi vào trường hợp tương tự như Levi. Slay khẳng định từng nhận được một cuộc điện thoại của chú Hào với lời mời chào bán độ. Dĩ nhiên, Slay chia sẻ câu chuyện này thì chắc chắn câu trả lời của anh cũng là giống với Levi, đó là từ chối. Bài đăng của Levi rất có thể là sự khơi mào cho hàng loạt cơn sóng ngầm của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam khi vấn nạn bán độ giờ đây đã trở thành đề tài nóng hơn bao giờ hết và không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều nhân vật khác bị lôi ra ánh sáng. Liên tục bị réo tên, Senna lên tiếng khẳng định không bao giờ bán độ. Vừa dính vào lùm xùm vỡ nợ do bài bạc, cá độ cách đây không lâu, nên cũng không quá lạ khi Senna lại bị cộng đồng réo tên trong vụ việc drama mới nhất có liên quan tới Levi với câu chuyện về vấn nạn cá độ. Trong bài đăng của Levi trên trang cá nhân ngày hôm qua, bên cạnh những bình luận động viên và chia sẻ nghiêm túc với đội trưởng của game, thì cũng xuất hiện không ít những comment tranh thủ cà khịa Senna, tiểu Levi. Tuy nhiên ngay sau đó thì nam streamer này cũng có động thái phản hồi tương đối hài hước khi anh đăng status trên trang cá nhân và tuyên bố rằng thằng này không bao giờ bán độ nhá, nhưng bán tóc biến với giá 200.000 thì ok. Nói về cú flash 200k, đây đơn giản là một giai thoại khá bất hủ của Senna khi anh chàng từng có lần sẵn sàng đi join team bằng cách bấm tóc biến vô thưởng vô phạt để nhận đồ này từ fan. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là một cách làm content của Senna mà thôi và nó cũng không mang lại ảnh hưởng quá xấu đối với cộng đồng, ngoại trừ việc mà anh chàng Senna trở nên ngày càng nổi hơn với hành động vứt miếng liêm sỉ, vứt miếng niềm tin của đồng đội.
Điều đáng chú ý hơn là phản ứng từ những người thân thiết của Senna khi nghe tin anh chàng tuyên bố bản thân thà bán flat chứ không bán độ. Thầy giáo ba lẫn thầy quyền Violet đều cho rằng anh chàng vốn dĩ làm gì có khả năng bán độ, trong khi Zeros và bạn gái Chubby còn phủ hơn khi khẳng định Senna có gì bán hết. Cả Tuấn Nam fan nhiều nha, fan Tuấn Nam. Dân Sài Gòn nên nói được làm được nha, đừng có mà ở đây nha. Sọc được đài thể thao danh tiếng Bắc Mỹ xướng tên, kẻ hủy hoại Meta. Mới đây, chuyên mục eSports thuộc The Score, một hãng tin thể thao đặt trụ sở tại Toronto, Ontario, Canada, đã cho ra mắt một phóng sự riêng về tuyển thủ Liên minh huyền thoại người Việt Nam, Sọc Lê Quang Duy, với tiêu đề The Meta Breaking, Bad Boy Who Came Out of Nowhere and Nearly Conquered the World. Trong đoạn phóng sự này, Sọc được nhắc đến là kẻ hủy hoại Meta, The Meta Breaking Bad Boy, và sự sáng tạo trong lối chơi cũng như phong cách đi rừng kiểm soát được nâng tầm đến mức hoàn hảo của tuyển thủ này đã khiến cho thế giới Liên minh huyền thoại thực sự có những góc nhìn khác về yếu tố chiến thuật trong trò chơi. Ngoài việc tóm lược tiểu sử và sự nghiệp của Sọc, phóng sự của The Score đặc biệt lưu tâm tới hai vấn đề chính: trang bị chứng phái của Sọc mang tên lời thề hiệp sĩ và cách anh tận dụng những cơ chế nhỏ nhất của trò chơi để tối ưu hóa lợi thế và tầm nhìn, và như cách chuyển đổi giữa mắt vật tổ và máy quét từ ô phụ kiện để giảm thời gian hồi chiêu của trang bị này. Sọc đã chọn Rengar trong một trận chung kết thế giới, nhưng Sọc Rengar sẽ không còn là Sọc Rengar nữa nếu cậu ấy không lên lời thề hiệp sĩ. Phóng viên mục eSports của The Score chia sẻ, Rengar của Sọc trong ván 2 trận chung kết thế giới 2020 là một Rengar chống chịu, một bước đột phá mà không một meta game nào trong lịch sử Liên minh huyền thoại hướng tới. Nhưng rốt cuộc nó lại là chìa khóa mang đến ván thắng duy nhất của Suning trước Đam Quang Hùng Mạnh. Suning chỉ đứng thứ 11 ở giải mùa xuân và đây dường như là kết quả của một cuộc thử nghiệm thất bại với một đội hình còn quá non nớt kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu mùa hè của đội tuyển này dường như đã phá vỡ mọi giới hạn. Và một lần nữa phải nhắc lại rằng, trong chiến tích mùa hè kỳ diệu của Suning, Sọc chính là nhân tố quan trọng nhất. Với lối chơi đầy sáng tạo và những ý tưởng táo bạo, Sọc luôn khiến đối thủ của Suning phải bối rối trong việc tìm kiếm phương án khắc chế đội hình đầy biến hóa của đội tuyển này. Dù cuối cùng thì sự đột phá của Suning đã thất bại trước sức mạnh toàn diện và chắc chắn của Đam Won, nhưng Suning 2020 chắc chắn sẽ là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất cho tới mai sau bởi sự phá cách và màn trình diễn đầy cảm hứng mà Sọc và các đồng đội đã thể hiện. Đấu trường chân lý 4.5, Seiya Rakan xuất hiện với những chi tiết bất ngờ. Còn một tháng nữa là đấu trường chân lý mùa 4.5 ra mắt với tên gọi lễ hội quái thú. Vì vậy, Riot đang tích cực trong việc giới thiệu những vị tướng mới và những sự thay đổi đặc biệt. Cuối tuần trước, Riot đã giới thiệu Nasus và Kale là những vị tướng mới của tộc Thánh Thần. Trong khi đó, CV sẽ là nhân tố thay thế Jhin với cuồng giáo xạ thủ, trong khi Kindred được chuyển từ thợ săn thành đao phủ. Và mới đây, bộ đôi Seiya và Rakan đã tái xuất đấu trường chân lý với bộ mặt vô cùng mới. Từng xuất hiện trong đấu trường chân lý mùa 3, Vô Hạn Thiên Hà, và giờ đây Seiya và Rakan đã trở lại với những thay đổi toàn diện với bộ trang phục mới, và tất nhiên Seiya và Rakan thuộc hệ thần rừng. Bên cạnh đó, cả hai cùng đều thuộc tộc hộ pháp để có thể kết hợp với nhau một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, Seiya còn có thêm tộc đao thủ, đây được xem là điều khá bất ngờ nhưng lại vô cùng hợp lý. Theo tiết lộ từ Riot Modok, trưởng nhóm thiết kế đấu trường chân lý, Seiya sẽ có giá 4 tiền và trở thành một tướng chủ lực thực sự trong đội hình. Kỹ năng của Seiya chưa được tiết lộ, nhưng theo Riot Modok, cô nàng này sẽ cần một vị trí thích hợp để phát huy sức mạnh, và nhiều khả năng đó sẽ là sự kết hợp giữa chiêu cuối Bão Tố Nổi Dậy và chiêu triệu hồi Long Vũ từ Seiya để gây lượng sát thương lớn. Trong khi đó, Rakan sẽ tiếp tục là một tướng hai vàng với vai trò hỗ trợ. Lần này chiêu thức xuất hiện hoành tráng sẽ được thay thế bằng điều nhảy thần tốc với khả năng mê hoặc nhiều tướng địch. Điều gì đã khiến Cung Phong Linh trở thành item bá đạo tới nỗi Faker cũng phải spam? Với việc Riot Games giảm sức mạnh hệ thống trang bị chí mạng tại tiền mùa giải 2021, những món đồ thần thoại của lớp nhân vật xạ thủ tỏ ra kém ấn tượng hơn rất nhiều so với các item khác. Tuy nhiên, Cung Phong Linh lại đang tỏa sáng cực kỳ rực rỡ trong thời gian gần đây khi nó được yêu thích bởi rất nhiều cao thủ xứ Hàn, trong đó có cả Faker. Lý do đầu tiên khiến cho Cung Phong Linh trở nên được ưa chuộng tới vậy nằm ở điểm nó được búp quá mạnh ở bảng 10.25. Bên cạnh việc tăng thêm 5 điểm sức mạnh công kích, chuyện Riot Games giảm hồi chiêu của món đồ này đi 30 giây là một búp vô cùng quan trọng đối với Cung Phong Linh. Với hồi chiêu chỉ còn 60 giây, sở hữu Cung Phong Linh không khác nào bạn có một kỹ năng biến ảnh mini của Leblanc cả.
và rõ ràng độ cơ động lớn này khá là quan trọng đối với các tướng xạ thủ. Hơn nữa, lượng sát thương kích hoạt của cung phong linh là tới ngay lập tức sau khi lướt, vì vậy nó có khả năng dồn đam cực kỳ tốt ở đầu trận. Cung phong linh bổ sung sức mạnh đáng kể cho các vị tướng xạ thủ và giúp chúng có thể đóng góp sát thương ngay từ thời điểm rất sớm, phù hợp với tốc độ nhanh tới chóng mặt của Liên Minh Huyền Thoại hiện giờ. Một điểm cực kỳ hay của cung phong linh đó là không hề có độ trễ khi sử dụng và tướng của bạn vẫn lướt được khi đang dùng kỹ năng khác. Dù bạn đang cầm Lucian và lướt lên bằng kỹ năng E, truy cùng diệt tận, game thủ có thể sử dụng cung phong linh di chuyển sang hướng khác để đảm bảo an toàn nếu nhận thấy nguy hiểm. Điều này sẽ giúp cho các tướng xạ thủ luôn giữ được vị trí tốt và đảm bảo sát thương đầu ra. Không dừng lại ở đó, cung phong linh còn gia tăng khả năng di chuyển linh hoạt cho tướng sử dụng nhờ nội tại thần thoại cộng tốc độ di chuyển. Với những game thủ ở đẳng cấp cao, khả năng di chuyển là cực kỳ quan trọng khi nó giúp bạn có thể kiểm soát mục tiêu hay giăng bẫy đối thủ cực kỳ dễ dàng. Ở giai đoạn cuối game, chỉ với một tình huống ra hàng Baron trước đối thủ vài giây thôi là quá đủ để định đoạt trận đấu rồi. Với việc Faker và các cao thủ thách đấu hàng đang ưa chuộng cung phong linh, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành item hot nhất Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian tới. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé! Nếu bạn cảm thấy phiền toái khi pin điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng đèn đỏ, thì sạc dự phòng Pisen chính là giải pháp cứu cánh cho bạn. Bên cạnh đó, Pisen còn có rất nhiều phụ kiện mobile hot như tai nghe, cáp sạc, màn hình iPhone.